Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay cùng mình tiếp tục trải nghiệm tổ hợp game kinh dị. Đầu tiên sẽ là Granny. Day one. Okay, go. Không có gì hết trơn. The truth. Sẽ lắp ráp khẩu súng bắn Granny nha. Ok.
Một khẩu súng rồi, he he he. Go 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 go. Ai? Một chiếc bánh. Đây nè. Kiếm tiền. Ui, lên tầng. Một chiếc bánh nữa. Ha, có mắt nè. Một chiếc bánh rồi. Ui chuột. Không có chiếc bánh nào cả. Một chiếc. How is it in gì đây nè. Một chìa khóa. Dạ. Thank you.
Một chìa khóa. Không có bước nào hết chồng. May quá nhìn lại. Một bước nữa. Mấy bước. Lần này sẽ là ông Grandpa nha. Lupik. No no, không có tí chừng. Lên. Không có quan pa. Hộp dìn. Cũng không có gì luôn. Oh no 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 no. Au. It's true.
ống. Ui dồi ôi, giật mình. Ui nhiều đạn đấy. Nhưng mình không có súng. Không có weapon K để mình. Nhiều đạn quá. Ông ta đâu rồi ta? Hai. Thầy. Hide from me anyway.
that? Hi. Mình đi nhầm nơi rồi. Kìa. Đó. Hắn ta đi rồi. Cream đâu rồi? Lại đây. Lên xe. Miss Michu. Thank you.
lại. Đâu, 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 đâu. Ok, phải tìm đường thoát ra khỏi đây. Lên. Ok. Phải tìm cái Potter. Không có chìa khóa. No. Đây rồi. Hello. Hello. Chạy nha. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Hold tight, you. Oh, hello.